Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.18 á. Hôm qua thì sau khi làm được cái thành tựu nhân giống tất cả các con vật á, thì mình có được thêm một em này gọi là em La ha. Nhờ các bạn chỉ mình mới biết cái này là tên La. Ui, vô trong. Trời ơi, vô trong với phụ huynh đi. Thì tên La ơi là La. Mới nhắc tên cái là chuồn liền. Mình sẽ gào chỗ này lại. Giờ hết block rồi. Mình kiếm cái gì đó mình đặt ở phía trên chặn tạm đi ha. Bỏ tay chấm cơm mình thiệt chứ. Rồi, và trong ngày hôm nay thì sẽ có một cái thử thách nó khó hơn cả thử thách ngày hôm qua nữa. Đó chính là mình sẽ làm một cái thành tựu khó nhất của Minecraft ha. Thành tựu này thì nó hơi lu su bu một xíu. Bây giờ thì mình sẽ làm những cái việc mà nó cơ bản và đơn giản nhất. Đầu tiên là mình sẽ chuẩn bị thật là nhiều gỗ. Mình sẽ sử dụng thật là nhiều gỗ vân sam ha. Càng nhiều càng tốt. Đây, nhiêu đầy đủ chưa ta? Ok, mình sẽ cho hết vô cái rương sugar đi. Dùng bao nhiêu thì mình sẽ lấy ra bấy nhiêu ha. Nhiêu đầy thì cũng có thể là thiếu đấy. Tại vì hôm nay thì mình cần phải di chuyển rất là nhiều bằng những cái block gỗ này. Kế tiếp đến thì mình sẽ cần một chút bột xương ở chỗ nhân giống rau củ quả của mình còn một ít nè. Sẽ lấy ra ha. Và cỡ một cây nấm. Nấm bất kỳ thôi, nấm đỏ, nấm nâu gì đều được ha. Nhưng mà tốt nhất thì mình nên dùng cái nấm đỏ đi. Đâu rồi, nấm đỏ. Nấm đỏ của mình đây, có luôn. Một cây nấm đỏ ha. Rồi, giờ thì chúng ta cùng nhau bay thẳng tới thế giới kết thúc thôi. Bữa nay thì mình cần phải xuất phát từ cái đảo chính này nè. Đi tới một cái đảo tiếp theo. Cái gì vậy? Gì cắn vậy? Mình mới xuống mình chưa kịp làm gì luôn mà có thanh niên cà kẹo mình à. Ghê thiệt. Và từ cái đảo chính này thì mình sẽ đi tới một cái đảo kế bên ha. Và hy vọng rằng cái đảo kế bên đó nó sẽ có một cái thành phố kết thúc sẵn luôn. Tại vì mình cần phải di chuyển một cái con sugar từ bên thế giới kết thúc này trở về thế giới thường của mình á. Cái nhiệm vụ này nó rất là khó. Gì nữa hả? Bởi vì qua đây mà quên đội cái nón bí ngô á là dễ bị ăn đấm lắm. Nè, như thanh niên này đấm mình nãy giờ nè. Rồi, chết luôn rồi đó. Mệt thiệt. Rồi, giờ thì mình sẽ tìm một hướng bất kỳ ha. Trên, dưới, trái, phải. Trên, dưới, trái, phải. Hướng nào vậy ta? Không biết đi hướng nào luôn. Hay đi hướng bên này đi nhờ. Hướng này nó gần cái cánh... cánh cổng sẵn nè. Ok, xuất phát từ hướng bên đây đi ha. Mình sẽ đi lấy gỗ ra. Tại vì mình không được dùng cánh đâu. Dùng cánh thì mình không có ẵm cái con sugar rồi bay được. Bây giờ mình phải đổi từng block gì nè. Rồi đặt đến khi nào tới một cái đảo tiếp theo thôi. Rồi một xíu thì mình sẽ làm một cái xuồng ha. Đây mình làm sẵn mấy cái xuồng luôn đi. Đó, mình sẽ làm sẵn vài cái xuồng để mình còn chở con sugar khi mà gặp nó nữa. Mệt lắm, nói chung thì làm cái thành tựu này nghĩ thôi là đã thấy mệt rồi. Giờ bắt tay vô làm thì thấy nó còn mệt hơn nữa. Làm lẹ lẹ đi một hồi, hết thức ăn rồi. Cạp mấy cái quả điệp khúc này xỉu luôn á. Tranh thủ. Đây là một cái thành phố có vẻ là mới luôn. Có cả cái con tàu kết thúc nè. Gặp tàu kết thúc mà không nhào vô đá ít đồ thì hơi uổng. Giờ tạm gác qua cái chuyện dẫn sugar đi lấy đồ trước. Lụm cái đầu nữa nè. Để cho cái bộ sưu tập đầu rồng của mình ngày càng nhiều hơn á. Quá đã luôn. Rồi. Có con nó bắn mình rồi. Con này láo ta. Bắn mình à, mình hốt nó luôn. Láo tét. Láo nháo là lên thuyền liền. Lụm nó rồi, mình lụm nó rồi. Giờ thì để mình vô đây mình loot thêm đồ đó. Con này. Còn con này nữa. Mình chỉ cần một con thôi á, nên mấy con khác thì mình có thể xử đẹp được. Và boom. What? Oh my god. Các bạn, con này, cái ủng này là nó, nó xịn y gan cái ủng của mình luôn. Nó chỉ thiếu cái dòng giảm sát thương kia rơi nữa là nó bằng cái ủng của mình luôn rồi đó. Trời đất ơi, phải mình nhặt được cái ủng này sớm thì ngon quá. Ủ kim cương. Lần đầu mình loot mà được nhiều kim cương như vậy á. Trời ơi, mới thấy bữa nay có vẻ hơn đấy. Được, hợp lý.
có vẻ khởi đầu với cái thành phố này khá là may mắn ha. Giờ thì mình cần phải đưa Suker về cái đó. À, ngồi lên. Ui, đừng có bắn nào Suker, bình tĩnh. Trời đất ơi, mệt ghê á. Quay xe. để mình mặc quân giáp vô đã, không thôi Suker bắn đau lắm. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đèo Suker đi về cái đảo chính á. Ui, thôi mà, đừng có tự xử nha. Sao mình nghi Suker này sắp tự quỷ vậy? Đừng nha, chuyện đâu còn có đó. Xin luôn đấy, đừng có tự quỷ. Tại vì bắn một hồi, Suker sẽ mất máu một hồi là chết luôn á. 2000 years later. Cũng đỡ là khi ngồi trên thuyền á, bị Suker bắn trúng thì mình không có bay lên lẫn ha. Ví dụ mà cái bắn trúng mà mình bay lên thì không biết như thế nào nữa. Ui, và mình cần phải né ra đi, để không thôi Suker bắn một hồi Suker chết luôn á. Bây giờ mà Suker chết phát là mình phải dẫn lại làm đuối lắm. Đừng có tự quỷ nha nhóc. Ui, cái gì đây, cái gì Enderman. Thiệt luôn á, lần sau mình phải bỏ trong túi sẵn cái đầu bí ngô được cắt mặt thôi. Chứ qua đây là bị khịa à. Rồi, bây giờ thì mình sẽ làm cái công đoạn quan trọng kế tiếp á. Là mình sẽ đập cái cục đá nền này. Nghe nói đập có vẻ là khá là vô lý đúng không? Nhưng thật ra ở đây vẫn có cách để mình có thể dời cái cục đá nền này ra một bên để mình có thể đưa Suker về nhà á. Ôi mà khoan, dừng khoảng chừng là 5 giây. Ui, không đem đất ly gì trồng nấm trời. Mình quên đem theo đất rồi. Trời đất ơi. Để mình xíu mình về nhà mình lấy đất á. Thiệt cái tình luôn á, người nhà quê được chứ. Quên lấy đất á. Rồi, 1, 2, 3, 4. Mình đang cần đào xuống 5 ô ha. Mình sẽ đặt một cục đất xuống dưới này, rồi trồng cái nấm lên. Và hy vọng cái nấm này nó có thể dời được cái cục đá nền này qua một bên ha. Cái này gọi là cây nấm thần kỳ đó. Rồi, một phát một ăn luôn nè. Ồ, chúng ta chuẩn bị chào đón sự bất ngờ nha. Ta-da. Ý, các bạn thấy gì chưa? Nó đã dời đá nền qua một góc rồi nè. Nó sẽ có nhiều không gian hơn cho mình đưa Suker vô trong á. Rồi, bé ơi ngoan bé ơi, đi vô trong bé ơi. Đừng bắn nữa bé ơi. Ủa, bé sao mà ha, bắn anh được. Đây là cái bước khá là quan trọng á, quyết định Suker có về nhà được hay không á. Rồi, bây giờ mình cần phải quay đến khi nào. Rồi đó, mình hết giờ vô trong được là ok rồi đó. Và mình sẽ ra khỏi cái thuyền này bằng cách là đặt một cái thuyền khác. Rồi, xong được 90% rồi đó, bước quan trọng nè. Tên tên. Mình đã thành công, đưa Suker về thế giới thường rồi. Trời đất ơi, ta nói nó mãn nguyện nha. Tại vì làm cái này nó khá là mất thời gian á. Nhưng mà không sao, giờ thì chúng ta sẽ trở về nhà. Và Suker thì sẽ không spawn ngay cái chỗ cái giường mình đâu, mà xuất hiện ngay cái nơi mà mình bắt đầu thế giới á. Nó nằm đâu đó ở phía bờ biển, theo như mình nhớ là vậy. Tại vì mình spawn gần gần cái biển á. Giờ thì mình sẽ qua đó. À mà trước khi qua đó thì để mình mang theo thêm một ít cái đồ nghề cái đó. Mình sẽ cần phải có một cái thẻ tên á. Để có gì mình đặt tên cho Suker, kẻo Suker biến mất thì mệt mỏi nữa. Có thẻ tên rồi thì chúng ta chỉ cần bay đến chỗ của Suker thôi. Không biết Suker có còn ở bên đó hay không đây. Chắc giờ đang ngồi kế cái thuyền á chắc luôn á. Tại cái thuyền khi mà mình đập chắc nó cũng văng qua thế giới thường á. Kì Suker nè. Trời ơi, ngồi cục luôn rồi. Đừng khóc nha, hãy nín đi. Anh chở em đi chơi đây. Rồi đi, let's go. Ô, đừng có bắn nữa. Trời đất ơi, bây giờ về thế giới thường mà ngẫm một phát là mình không biết nói gì luôn á. Coi như là công sức nãy giờ là đổ sông đổ biển ấy. Xuống nước lẹ. Rồi, đưa Suker đi trốn á. Nói chứ bây giờ mình sẽ tìm một cái nơi thật là lý tưởng để đặt Suker xuống và chuẩn bị cho cái công cuộc làm cái thành tựu khó nhất ngày hôm nay ha. Cuối cùng thì cũng tìm ra nơi thích hợp rồi. Nơi mình cần đến chỉ còn là một cái đảo thôi ha. Và đây có sẵn hai cái đảo nhỏ luôn nè.
À, và đã vậy, đã vậy. Còn cạnh một cái thủy cung nữa. Trời đất ơi, quá hợp lý luôn. Bây giờ thì mình sẽ để Suka ở đây đi ha. Ui, ui, ui. Chơi chơi, từ từ. Nguy hiểm, nguy hiểm. Mình để Suka ở đây, bây giờ mình sẽ đi đi về nhà. Để ủa, mình có đem theo cái dây không nhờ? Chưa. Suka hơi phiền nha. Né Suka trước đi. Mình sẽ đi tìm cá voi á. Ủa gì? Cá heo. Cứ bị liệu cá voi hoài. Sẽ đi tìm cá heo á. Ồ, ở đây nó còn có thuyền đắm nè. Ủa, sao cái thuyền đắm nó nhìn quen quen á nhờ? Cái thuyền đắm mà lần trước mình lượm được cái bát súp đáng ngờ nè. Hình như nó đó. Kìa, còn cục đất mà lần trước mình đào ra nó kìa. Ờ, chuẩn rồi, chuẩn rồi. Hợp lý đó nha. Ở trong rương mình còn một ít cây gỗ đúng không ta? Rồi, hợp lý rồi. Đây, mình sẽ làm hàng rào. Rồi lấy dây nữa. Để mình buộc cá heo lại. Đây, dây. Xong. Giờ thì chỉ cần đi tìm cá heo thôi. Hơi căng đó nha. Tại cái vùng biển này cũng hên xui lắm mới gặp cá heo á. Ừ, đây rồi. Cá heo đây rồi. Ui, nhưng mà có một cá heo à. Mình cần tới hai cá heo lận. Trời ơi. Kệ, có nhiều, có một thì bắt một trước ha, không sao hết. Mình nên làm cái thành tựu đó ở đâu ta, đảo nào vậy ta? Thôi thôi, trời ơi, nhảy phát lên bờ luôn rồi, cá heo. Gì mà nghịch dữ vậy em? Đây, mình sẽ cho cá heo tạm ở bên này trước đi ha. Rồi, một nhóc. Và điều quan trọng nhất là mình cần phải đặt tên thì cá heo mới không biến mất được. Đây, đừng có nhảy lung tung lên bờ nha. Một hồi quay lại tiếng nào một đống là mệt nữa. Để mình đi tìm thêm cá heo đó. Trời đất ơi, Suka nó bắn mình nè. Ghét con Suka đó ghê á. Cứ khịa hoài. Ồ, đây. À, ở đây còn một nhóc cá heo nữa. Ủa, đâu rồi? Ồ, đây nè. Đừng có ngại ngùng. Chị bé ơi, về đội anh đi. Đúng rồi. Dịnh lại cái. Rồi đi. Như vậy thì mình đã thành công có được hai em cá heo rồi. Quá là điều tuyệt vời luôn á. Vậy là mình khá là thuận lợi trong cái khâu mà chuẩn bị ha. Ê, oh my god, có zombie. Nén ra chỗ khác. Con zombie không kịp. Trời đất ơi, shit nữa là xong rồi. Nó mà ăn thịt em cá heo là mệt nữa. Rồi, ông ngoan nha. Trời đất ơi, một hồi quay lại đây không thấy hai em này chắc buồn lắm luôn á. Mình, ấy mình chưa đặt tên hết cho hai em hay sao nè. Nhóc này chưa đặt nè. Đặt tên đi, bớt tinh nghịch lại giùm cái. Ủa? Ủa, nhóc này chứ. Cái heo như bị tăng động ấy, nhảy lên nhảy xuống ngoài luôn. Có con nó cầm lên ba nó phóng mình kìa, nhưng mà từ từ, mình nhịn nó xíu. Để mình lượm cái vỏ ốc trước rồi đó. Rồi, có vỏ ốc rồi, cưng cũng tới công chuyện nha anh. Đây, đây. Láo tét nè. Nhờn. Ốc. Nhờn. Có rơi đê đinh bao. Không có đinh ba. Ui, đằng kia còn tớp zombie chết đuối nữa cơ. Nhưng mà không có vỏ ốc á. Ngồi tìm mấy cái con mà nó cầm vỏ ốc trên tay hơi bị mệt luôn á. Bây giờ mình còn hai cái nữa thôi. Cố lên. Ráng tìm hai cái nữa là xong nhiệm vụ rồi. Chạy đi đâu? Núp hả? Núp đừng rời. Này thì núp. Rồi, và như vậy thì mình đã đủ số lượng vỏ ốc anh Vũ cần để làm ra cái ống dẫn nữa. Và hình như cái chỗ này nó gần một cánh cổng địa ngục mà mình từng tạo ra thì phải. Đằng kia kìa. Đúng không? Chính xác luôn. Bảo sao hồi nãy mình bơi dưới nước mình thấy cái gì đen đen ở trên mặt đất. Ủa, sao cánh cổng này tắt rồi? Quá lạ vậy. Ủa, sao cánh cổng này bị tắt rồi ta? Giờ thì mình sẽ đáp lên cái đảo ban đầu ha. Mình cũng đã dời Suka lên trên mặt đất và thiết kế cái chỗ thích hợp để chuẩn bị làm cái thành tựu rồi. Bây giờ mình sẽ chế tạo một cái ống dẫn. Đây, công thức mà mình cần phải đi săn khá là nhiều vỏ ốc mới có được nè. Và mình sẽ đặt nó xuống luôn. Để coi. Ống dẫn mình đặt ở đâu là thích hợp ta? Không biết đặt ở đây thì nó có nhận không nhờ? Ở đây sợ nó bị
Bị gần quá. Mình sẽ đặt thử trước đi ha. À, mình sẽ cần một có một block đệm ở đây. Đặt công dẫn vô. Và lắp những cái lăng trụ biển ở xung quanh ha, để kích hoạt cái ống dẫn này lên. Cái này nhầm rồi nè. Lâu lắm rồi đó mới xây lại cái này á nha. Thiệt sự. Rồi. Và kích hoạt chưa? Kích hoạt đi. Hả? Mình chưa. Cái ống dẫn này chưa kích hoạt được. No. Sao vậy ca? Hay là tại mấy cục đất nên nó ảnh hưởng ta? Đừng nói đá này làm không được nghe. Ủa sao mình nhớ là đá này vẫn dùng được mà ta? Để mình đập mấy cái block lân cận ở dưới này coi. Nhiều khi mấy cái này nó ảnh hưởng á. Đúng rồi. Nó đã kích hoạt cái ống dẫn rồi nè. Vậy là bây giờ mình đã có hiệu ứng sức mạnh của thủy triều rồi. Quá đã luôn. Quá đã. Giờ thì xong được một góc nhiệm vụ ngày hôm nay rồi đó. Giờ thì mình sẽ về nhà để làm tiếp mấy cái còn lại ha. Còn khá là nhiều thứ lặt vặt cần phải làm thêm á. Có một nơi mà mình đã thiết kế sẵn rất là lâu rồi. Từ cái lúc mà mình hoàn thành xong cái chỗ farm dân làng á, mình đã thiết kế cái chỗ này rồi. Mà tới bây giờ thì mình mới có dịp dẫn các bạn qua đây để có thể sử dụng đó ha. Đó chính là khu vực mình thiết kế để chúng ta có thể tiêu diệt bọn cướp dân làng một cách dễ dàng hơn á. Mình đứng trên đây và sau đó nã xuống dưới thôi. Công việc khá là nhàn ha. Và vũ khí mình sử dụng không phải là cung rồi. Mình sẽ sử dụng nỏ. Nỏ, mình sẽ sử dụng nỏ có cái dòng mưa tên nha. Kết hợp với pháo hoa thần thánh nữa. Đây là combo mình dành riêng cho cái khu vực này đó. Và bây giờ thì mình vẫn chưa có hiệu ứng điểm xấu á. Thành thử ra mình sẽ lại chỗ cướp dân làng kế bên luôn. Đấy, qua đây kiếm hiệu ứng điểm xấu nè. Đây, rồi, có luôn. Mới tìm cái có luôn nè. Trời, cướp này đông nha. Rồi, mình đã có hiệu ứng điểm xấu rồi. Bây giờ thì bay lại chỗ của cái bé dân làng ở trong này thôi là được. Và kích hoạt đi. Tên. Hiệu ứng điểm xấu đã được kích hoạt và cuộc xâm lược đang chuẩn bị diễn ra nè. Lên đạn thôi các bạn ơi, chiến đấu tí. Giọt máu cuối cùng nào. Lâu lắm rồi đó, mới sử dụng lại cây nỏ này. Kìa, úi giời ơi, mấy thanh niên cướp. Lại đây mấy cưng. Ôi trời ơi, đi cướp mà còn hái bông bắt bướm nữa cơ, có cơ. Cướp không là cướp, còn đi hái bông bắt bướm nữa, đâu phải mình đâu mình. Trời ơi, thanh niên này, quá đáng lắm luôn á. Bây giờ mình không làm gì thì mấy thanh niên này cũng tự mất máu nữa. Tại vì mình đã rải những cái mắt ma ở xung quanh á. Giờ thì đợi cho bọn chúng lại đông đông đi, mình bắn xuống cái là chết à. Mình không bắn cũng được, mình áp ca đang xíu nó cũng xong nữa. Khá là nhàn á. Mình chưa kịp bắn phát nào luôn á. Trời đất ơi. Thôi đợi xíu mà bọn chúng lại đông đông, mình thả bắn đi. Tiết kiệm đạn, mình cũng đâu có nhiều đạn đâu. Mà tội nghiệp nhất là các bạn biết ai không? Là cái bé dân làng dưới á. Hồi nãy giờ chắc bé đó chạy 500 vòng ở trong cái khu vực đó rồi đó. Bị sợ á. Sao lần này đông vậy? Lần này đúng đông luôn, còn có pháp sư cưỡi con Ravenger nữa kìa. Ghê thiệt. Ôi ghê quá à. Bắn vài cái pháo bông cho đỡ ghê mới được. Ô, bắn một lần giật nửa cây cuộc xâm lược luôn. Quá là ghê gớm. Còn con này thì sao mà đỡ được. Tiễn dông nó luôn. Sẵn chưa? Yes, thắng rồi. Cuộc xâm lược mình đã vượt qua mà không có mất máu luôn á. Hầu như là mình chỉ cần đứng đây và nhìn thôi á. Trời đất ơi, khu vực này đúng là chiến lược thần thánh rồi. Mấy bạn nào mà muốn làm ở cái chỗ giống như vậy thì khá là đơn giản ha. Chịu cực cho một bé dân làng thôi, nhốt bé con trỏng. Rồi đặt mấy cái cục mắt ma xung quanh giống như mình là vượt qua được rất là dễ luôn. Giờ thì hốt mấy cái chiến lợi phẩm thôi. Quá trời giặc tổ trường sinh luôn rồi. À mà khoan, trước khi farm mấy cái thanh niên cướp dân làng để lấy hiệu ứng điềm xấu lại một lần nữa, thì mình cần phải chuẩn bị những cái lọ thuốc ha. Hôm bữa mình chế tạo thuốc thì hôm nay lại cần đến thuốc nữa. Thuốc lần trước chế tạo rồi, đây rồi. Mỗi thứ thì mình sẽ lấy một lọ ha. Một hay hai ta, hai lọ đi cho chắc nha. Hợp lý, nhiều khi mình làm lần đầu không được thì lần hai mình còn gỡ lại.
Ok, mỗi thứ thì mình sẽ lấy hai lọ ha. Rồi sau đó mình chỉ cần kiểu như là biến nó thành cái thuốc ném được thôi, bằng cách cho thuốc súng vào á. Tình hình là thuốc mình đã nấu xong hết rồi ha, chuyển nó hết thành những cái loại thuốc có thể ném được rồi. Và mình đã cho nó gọn vô trong cái rương sugar để chúng ta tiện mang theo luôn. Cái tiếp đến thì mình cần phải chuẩn bị một cái máy phân phát á. Cái máy này có công dụng là giúp mình kiểu như là chọi mấy cái thuốc này nó nhanh gọn lẹ hơn á. Rồi, máy phân phát. Ok. Lỡ có máy phân phát thì thôi làm luôn cần gạt đi nha. Làm luôn cái cần gạt á. Còn thiếu gì nữa không ta? Hình như mình còn thiếu một ít cái hàng rào nữa. Hàng rào bằng đá luôn. Mình cần phải làm hàng rào bằng đá ha. Hàng rào bằng đá nè. Rồi. Chết. Hôm bữa là mình lỡ mình cắm hơi nhiều bông bông hồng Wither rồi. Hôm nay cho mình xin lại đi. Tại vì bây giờ mình cần hiệu ứng đọc Wither từ cái bông Wither nè. Đây mình sẽ xin một cái bông Wither ha. Mượn cục cát luôn. Xíu về mình trả. Và một trong số những thứ rất là quan trọng đó chính là cái đèn hiệu ha. Tại vì bây giờ mình cần thêm hiệu ứng đào nhanh nè. Mà chỉ có đèn hiệu là có thôi. Nên mình sẽ lấy cái đèn hiệu ở đây để chúng ta cung cấp được cái hiệu ứng đào nhanh đó ha. Và thêm 9 khối sắt để mình kích hoạt cái đèn hiệu nữa. Các bạn biết gì không? Thanh niên này spawn ở trong cái chỗ mà giúp tù nhân nè. Không hiểu luôn. Đi cướp mà spawn ngay trong cái chỗ mà tù nhân nè. Muốn cứu lắm đúng không? Nhưng mà không đâu bé ơi. Bé không follow anh mà đòi anh cứu hả? Anh không cứu đâu. Nó spawn ở trong đó thì sao mà đỡ được. Trời đất ơi. Đi farm mấy cái tên cướp dân làng này mà còn gặp mấy thanh niên tấu hài nữa. Đi rồi. Có một bé có lá cờ nè. Đâu rồi ta? À đi núp hả? Trời ơi núp đi đâu? Ủa. Khai quả. Khai quả thôi mấy bé ơi. Rồi xong. Cũng hết chưa? Đi hết cả đám rồi. Xong. Mình đã có được cái hiệu ứng mà mình cần rồi ha. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị cho công đoạn tiến hành làm cái thanh tụ ha. Mình sẽ đào từ cái chỗ sugar ra 3 ô. Đây là chỗ mình cần phải cho nước vô nè. Rồi mình sẽ làm một cái chỗ để mình có thể lấy cái hiệu ứng đọc Wither nữa. Nó sẽ ngay đây. Ok, bỏ bông hồng Wither xuống. Rồi. Và hai cái tường đá cội ở đây ha. Giờ thì tới chăm nước đi. Mình sẽ lấy cái xô ra. Rồi sau khi chăm nước xong thì mình sẽ đặt thêm những cái cửa sập bằng gỗ sồi nữa ha. Mình sẽ che nó ở phía trên như vậy. Để mỗi lần mình đập cái cửa này xuống á thì mình sẽ nằm xuống như vậy ha. Là mình sẽ có được hiệu ứng. Ôi chưa, cá heo mình chưa dẫn lại đây nên chưa có hiệu ứng của cá heo. Đó, cơ chế là như vậy ha. Và cái máy phân phát thì mình sẽ đặt ở góc bên nào cũng được. Mình sẽ đặt ở bên này đi vì nó trống. Rồi và mình sẽ cho tất cả các lọ thuốc mà mình chế tạo trong cái rương sugar này. Mỗi thứ một loại vô trong á. Có tổng cộng là 9 loại á. Mình cần phải cho vô trong này nè. Và nó bao gồm là thuốc kháng lửa, thuốc tàn hình, rồi thuốc nhảy cao nè, thuốc nhìn trong bóng tối, thuốc gơi chậm. Đâu rồi, gơi chậm, đây. Thuốc sức mạnh, có luôn. Thuốc tốc độ nè. Rồi có cả thuốc thở dưới nước nữa. Và cuối cùng là lọ thuốc yếu đuối ha. Đây là chính loại thuốc mà mình cần phải cho vô cái máy phân phát này để giúp mình thao tác nó nhanh gọn lẹ hơn. Rồi đặt cần gạt đây để sử dụng nha. Ở góc này thì mình sẽ đặt ra cái đèn hiệu để mình lấy cái hiệu ứng đào nhanh luôn. Còn quá trời diện tích trống nè. Đặt xuống ha. Lấy cái hiệu ứng đào nhanh. Ê. Trời à. Không đem theo sắt rồi lấy đâu ra hiệu ứng. Người nhà quê thiệt. Ủa. Ừ đúng. Nói sắt mình mới nhớ. Một xíu mình về nhà lấy sắt sẵn. Mình sẽ lấy thêm táo vàng nè. Rồi lấy cá nóc. Cũng như là một cái bát súp đáng ngờ nữa. Trời ơi mình quên toàn thứ dữ không à. Ồ thì chứ có nhà mà không được về nhà lấy đồ. Ngồi lo mò. Phải chế tạo táo vàng rồi đi farm sắt nữa. Mệt thiệt luôn á. Còn bây giờ phải đi hái nấm nữa nè. Mình sẽ cần có nấm đỏ,
cũng như là nấm nâu ha, để làm ra bát súp này. Ui, nấm nâu đâu rồi? Nấm nâu. Đây đây đây, nấm nâu đây. Trời ơi, nấm nâu. Rồi, có nấm nâu luôn. Và ngoài ra thì cần phải có thêm một loại bông nữa. Mà cái bông này thì nó nằm ở kho đồ nhà mình á, mà mình đâu có về nhà được. Tại vì giờ trong người đang bị dính cái hiệu ứng điểm xấu nè. Khổ ghê á. Ui, nó đây đây, nó đây hay sao nè. Phải nó không vậy? Mình bật cái tên cái tiếng Anh của nó lên coi. Cái tiếng Anh của nó tên là Azure Blueet ha. À đúng rồi đó, Azure Blueet là đúng rồi. À nó chính là nó, chính là nó. Mình sẽ cho hết vô trong cái bàn chế tạo giống như vậy. Đấy, đấy, đấy. Trời ơi. Vậy là có được cái bát súp đáng ngờ rồi. Nhờ mà cái này thì ăn vô phát là hết thấy đường gấp mồi luôn á. Các bạn hiểu ý mình chứ? Ăn vô là tối tối trời tối đất luôn. Rất là nguy hiểm á. A few moments later. Đó. Bây giờ sau khi mình đào một ít đất thì mình xuống nước là mình đã có được hiệu ứng ân huệ cá heo rồi nè. Khá là hợp lý rồi đó. Đào qua thêm. Rồi mấy nhóc ở yên ngoài đó nghe, đừng có vô đất liền á. Không có cá heo là không có làm được thành tựu này đâu. Ừ quên. Kế bên mình còn có cái thủy cung kìa. Quan bển lấy hiệu ứng đào chậm từ thủy cung nữa. Đâu rồi? Đây thủy cung đây. Đại ca nào trong đây cho xin hiệu ứng đi. Có ai nhà không? Oh, hello. What's up? What's up bro? Cho xin hiệu ứng đi. Ui nay hiền vậy. Nay mình quýnh không còn thèm trả đam luôn kìa. Hey. Hello. Hey, tôi quýnh nè. Gây hiệu ứng đầu chậm tôi đi. Nay bị làm sao ý? Trời đất ơi, nay hiền đột xuất vậy. Mình sẽ thử đi vô trong một cái đã. Vô trong thì hơi mệt. Cho cái hướng đào chậm đi. Ủa sao đường vô nó bị bít luôn rồi. Rồi đó. Rồi, cảm ơn rất nhiều luôn. Trong lúc vận động để cho nó kiểu như đói xuống một xíu, để mình có thể dễ dàng làm cái thành tựu này hơn á, thì mình sẽ đặt thêm một cái hiệu ứng cuối cùng nữa. Cái mũi tên này nó sẽ cho mình hiệu ứng phát sáng á. Nếu mà không có hiệu ứng này thì sẽ bị thiếu á. Thì mình sẽ đặt nó ở bên góc này. Cho mấy mũi tên vô. Rồi, giờ thì gán mà chạy nhanh cho nó đói nè. Lý do mà mình nói cái thành tựu này là một trong những thành tựu khó nhất Minecraft là tại vì mình cần phải có tất cả các hiệu ứng trong Minecraft cùng một lúc nha. Từ thuốc đến tất những hiệu ứng từ những cái con quái vật khác nữa. Nó mà cùng một lúc cơ, thành thử ra nó rất là khó luôn. Nội cái câu chuẩn bị này thôi đã rất là phức tạp rồi. Nhưng mà không sao, mình sắp làm được rồi. Nếu như mình không có sai sót bất kỳ bước nào. Rồi, và thời khắc đã tới. Mình sẽ làm liền cái thành tựu này thôi. Hy vọng là mình sẽ vượt qua được nó. Vô, khởi đầu bằng những lọ thuốc trước rồi ăn một trái táo ha. Sau đó thì xuống cái lỗ nhỏ nhỏ này. Dùng tiếp một lọ thuốc. Thứ hai. Qua bên đây. Cho sugar bắn một cái. Dùng lọ thuốc. Dùng mũi tên. Ăn con cá nóc. Bơi qua bên đây, ăn bát súp. Và thành công rồi. Trời đất ơi, cuối cùng thì cũng làm được cái thành tựu mà đối với mình nó cực kỳ khó luôn á. Đó là thành tựu làm cách nào mà ta đến được đây nhỉ. Trời à. Ây da. Đọc dữ quá. Đóng cái này lại. U là trời. Cái thành tựu này nó sẽ nằm cạnh cái thành tựu một ly cocktail nguy hiểm á. Đây. Trời đất ơi, cuối cùng mình đã làm được nó rồi các bạn ơi. Thôi làm giấc trước đã. Ngủ. Ấy. Trời ơi đất ơi, đọc dữ quá trời ơi, không ngủ được. Ây da. Ổn không vậy? Bây giờ mà tự nhiên làm xong cái thành tựu này cái lăn đụng ngay chết là quê lắm á nha. Đừng mà. Ai vô. Độc nặng quá. Độc này chắc là từ con cá nóc nè. Nó mới nặng như vậy á. Rồi hết rồi, đi ngủ.
Giờ công đoạn còn lại là mình sẽ gom đồ nghề đi về nhá. Quá trời quá đất rồi, làm có một cái tình tụ thôi à, mà xà quần mấy tiếng mới xong á. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt cái chặng đường sinh tồn từ đầu tới giờ ha. Hiện tại thì hôm nay là ngày thứ 353 của mình rồi. Nói chung thì mình sẽ tạm dừng cái cuộc sinh tồn 1.18 này. Hy vọng là chúng ta sẽ sớm quay lại ở season 2 của series này ha. Để chúng ta còn có những cái cuộc hành trình mới ở những cái series mới nữa. Trong series này thì có rất là nhiều kỷ niệm vui buồn khác nhau mà chúng ta đã trải qua rồi. Mong rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại ha. Và cuối video mình muốn gửi lời cảm ơn tới các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video sắp tới của mình ha. Còn bây giờ thì bye bye.